công chúa mũi dài. Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có vị vua cai quản non sông hết sức hùng mạnh. Năm tháng trôi đi, nhà vua đến lúc già yếu. Ta sắp phải theo mẹ của con rồi. Trong chiếc rương vàng này, có túi thần lắc ra tiền vàng, một ông sao thổi ra binh lính và một thắt lưng đưa người đi theo ý muốn. Con nhất định phải giữ kỹ bên mình. Cha, cha ơi, cha mau tỉnh lại đi. Một thời gian sau, sau khi vua cha lâm chung, hoàng tử trẻ lên ngôi kế vị. Vị vua trẻ không khỏi buồn nhớ đến tiên đế. Mãi cho đến một ngày, khi nàng công chúa xinh đẹp của nước láng giềng ghé tới cung điện. Nghe nói đây là nàng công chúa tài sắc của nước láng giềng, đến nay chưa có cô gái nào mì nổi với nàng. Thưa đức vua đáng kính, thần thiếp xin thỉnh an người. Hân hạnh được gặp nàng. Vừa nhìn thấy nàng công chúa với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đức vua trẻ ngay lập tức đắm say. Chẳng bao lâu, chàng đã mang lễ vật tới cung điện nước láng giềng cầu hôn nàng. Lễ cưới nhanh chóng diễn ra trong sự chúc phúc của thần dân hai nước. Cảm ơn nàng đã đến bên đời ta. Được ở bên chăm sóc cho chàng là niềm hạnh phúc lớn nhất đời thiếp. Chàng cứ ở bên thiếp thế này, còn chuyện thiết triều thì sao? Sao nhãn một chút cũng không sao, ta có bí quyết của riêng mình chứ. Bí quyết gì vậy? Chàng mau nói cho thiếp biết đi. Chuyện này... Chàng không tin thiếp, không yêu thiếp. Thôi nào, ta sẽ mãi chỉ yêu mình nàng thôi. Vậy thì chàng mau nói đi. Đây chính là ba báu vật vua cha để lại cho ta. Thiếp thấy nó chỉ là những đồ vật bình thường thôi. Thế mà chúng đều là báu vật đó. Túi thần lắc ra tiền vàng, ống sáo thổi ra binh lính và thắt lưng đưa người đi theo ý muốn. Kỳ diệu như vậy sao? Thiếp rất vui vì chàng đã không giấu thiếp điều gì. Mà chàng nè, sớm mai em muốn về thăm cha mẹ một chuyến. Khi tận mắt nhìn thấy những báu vật, công chúa đã lộ bản chất tham lam và mưu mô thâm độc. À, lấy cắp cả ba báu vật và bí mật về nước. Tâu bệ hạ, chỉ trong một đêm, quân ta Ly đã chiếm đóng lãnh thổ giáp phía Nam Vương quốc. Hiện chúng vẫn đang thừa thắng xông lên. Chúng dám ngông cuồng đến vậy à? Được thôi, nguyên soái tướng quân đâu? Chuẩn bị dẫn 10 vạn lính ra trận. Tuân lệnh bệ hạ. Báu vật của ta, lẽ nào... Báu vật nào? Nhà ngươi đừng cậy là vua mà ăn nói ngông cuồng. Nàng dám... Ngươi là một kẻ bại trận. Ngay từ bây giờ, ngươi sẽ bị giam trong ngục tối cho đến chết. May thay, một người lính chịu ơn vị vua già năm xưa đã tìm cách cứu chàng chạy thoát. À! Cứ thế này không chết vì sa chân xuống vực, ta cũng chết vì đói mất. Không được, ta phải tìm cách lấy lại báu vật từ á công chúa tham lam ác độc kia. Ăn mấy quả chính này ít nhất cũng cho ta chút sức lực. Trời đất ơi, cái mũi của tôi. Ôi, nước suối này chính là thuốc giải cho quả độc kia. Ta có cách lấy lại báu vật của mình rồi. Vị vua trẻ đã giả trang thành thương nhân, đem bán quả mộng kỳ lạ ở cung điện á công chúa tham lam. Thấy quả ngon, ai nấy đều thích thú. Trời ơi, cái mũi của tôi. Gã thường gia bán quả quái quỷ gì thế này? Các người muốn có thuốc giải thì kẻ nào ăn cắp báu vật của ta hãy mau đưa ra. Chàng, xin chàng bình tĩnh, thiếp sẽ mang ra ngay đây. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Xin hãy cho thiếp thuốc giải. Cô đáng phải chịu hình phạt như thế suốt đời. Không, hãy đưa thuốc giải cho ta. Không. Vị vua trẻ quay về vương quốc của mình, với ống sáo thổi ra binh lính đẩy lùi giặc ngoại xâm và trị vì đất nước vững mạnh. Còn công chúa đẹp mặt nhưng xấu lòng thì suốt đời phải mang cái mũi kỳ dị.
những mảnh thủy tinh. Đây rồi, đúng địa chỉ trên báo rồi. Này cậu, cậu muốn thuê phòng à? Dạ vâng ạ, cụ là... Tôi là chủ căn nhà này, vẫn còn một phòng trống đấy. Đồ đạc sinh hoạt cần thiết đều đã có đủ cả. Nếu cậu ưng thì chỉ việc dọn đến ở thôi. Ở đây có tất cả 5 phòng, mọi người cùng đi chung một cửa và có chìa khóa riêng. Cuối ngày chỉ cần để rác bên ngoài cửa, sẽ có người đến thu gom. Tuyệt quá, cụ có thể cho cháu thuê dài hạn được không ạ? Cháu rất thích căn phòng này. Cậu quyết định như thế có hơi vội vã không? Cứ ở thử vài hôm xem thế nào đã. Được ở thử vài ngày ạ? Tôi không muốn cậu phải hối hận với quyết định của mình. Thanh niên các cậu hay bốc đồng lắm, cứ suy nghĩ kỹ đi. Cụ già này lạ thật, trước giờ thuê nhà có ai cho ở thử vài ngày đâu. Chứng tỏ cụ cũng tốt tính đấy. Cụ nói cũng phải. Vậy chiều nay cháu sẽ đến ở thử một vài hôm rồi sẽ quyết định ạ. Dễ chịu quá, ở đây cứ như là thiên đường vậy. Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp cứ như ở nhà mình vậy. Chủ nhà lại dễ tính và thoải mái, còn gì bàn nữa. Mình sẽ gọi điện cho cụ Bình và chốt với cụ mình quyết định thuê hẳn 2 năm luôn. Dạ, cụ Bình ạ, cháu qua gặp cụ nha. Dạ, cụ qua đây luôn ạ. Chết rồi, trời ơi, làm thế nào bây giờ? Mình làm vỡ lộ hoa của cụ ấy thế này rồi. Liệu cụ ấy có đồng ý cho mình thuê nhà nữa không? Cụ ấy sắp tới đây rồi. Mình phải dọn sạch sẽ mới được. Cụ ấy là người cẩn thận, đến đây mà nhìn thấy thế này chắc sẽ không hài lòng đâu. Cháu thật sự rất xin lỗi cụ. Xin lỗi tôi? Vì điều gì? Sáng nay trong lúc không để ý, cháu đã làm vỡ lọ hoa để trên tủ đựng giày của cụ. Cháu thực sự không cố ý, mong cụ bỏ qua cho cháu ạ. Nếu được, cháu xin phép đền tiền lọ hoa đó cho cụ. Tưởng chuyện gì, lọ hoa đã vỡ rồi thì thôi đi, lần sau cẩn thận hơn là được. Tôi cũng không cần cậu phải đền đâu. Cụ bỏ qua cho cháu thật ạ? May quá, cháu cứ sợ cụ giận cháu, không đồng ý cho cháu thuê nhà nữa. Thế à, cậu đã quyết định chưa? Cháu quyết định rồi, mấy ngày ở đây cháu thấy rất thích. Cháu quyết định thuê dài hạn trong 2 năm, cụ đồng ý chứ? Tất nhiên là được rồi. Cháu cảm ơn cụ ạ, cụ đúng là một chủ nhà tốt bụng. Cháu chưa thấy ở đâu cho thuê vừa rẻ lại vừa đầy đủ tiện nghi, thoải mái như ở đây. Cháu thật may mắn khi gặp cụ. Thôi à, thế đã nha, tôi có việc phải đi rồi. Chiều nay tôi sẽ mang hợp đồng đến cho cậu ký. Vâng, cháu chào cụ. Cậu hãy lập tức rời khỏi căn nhà này ngay chiều nay, tôi không cho cậu thuê nữa. Sao ạ? Cụ nói gì ạ? Sao lại thế? Mới vừa rồi cụ còn vui vẻ đồng ý mà. Vì cậu không biết nghĩ cho người khác. Sao lại thế ạ? Cụ thật vô lý. Người ta nói ông cụ ở đây dễ tính và thân thiện. Mình thấy ông ta vừa khó tính vừa vô lý thì có. Không cho thuê thì thôi, đi chỗ khác cái gì mà không biết nghĩ cho người khác chứ. Nếu cụ đã thay đổi như trông chóng như thế thì cháu cũng xin thôi, cháu tìm chỗ khác vậy. Cụ ta làm gì vậy nhỉ? Cháu... Giờ thì cậu đã hiểu tại sao tôi lại nói cậu là kẻ vô tâm, không biết nghĩ đến người khác rồi chứ. Những mảnh vỡ đó rất nguy hiểm. Những người thu gom rác nếu không biết thì sẽ rất dễ bị thương nếu động vào đó. Cậu có nghĩ đến điều đó không? Cháu thực sự đã không nghĩ đến điều đó. Chàng trai à, cậu cần phải học hỏi rất nhiều thứ trong cuộc đời này. Đây chỉ là một bài học rất nhỏ, nhưng cần phải nghiêm khắc nhìn lại mình. Hãy luôn suy nghĩ tới người khác ở trong mọi hoàn cảnh. Và giờ thì cậu có thể đi được rồi. Cụ... Nhiều năm sau đó, Hùng vẫn luôn nhắc nhở mình về bài học ngày hôm đó. Đôi khi chúng ta thường không chú ý đến những chuyện nhỏ tưởng chừng như vô hại, nhưng lại thể hiện tính cách con người. Sự tích cây bông. Ngày xưa, ở một thảo nguyên nọ, có chàng trai mồ côi cha mẹ tên là Linka. Chàng săn bắn rất tài nên được lão điền chủ để mắt tới, cho làm nô bộc trong nhà. Nè, con khỉ kia, mau trả lại ta chiếc khăn đi.
khăn móc cao thế kia, làm sao bà ta có thể lấy lại được đây? Thì ra là Liên Ca. Cảm ơn chàng đã giúp tôi lấy lại chiếc khăn. Tài thiện xạ của chàng quả thật khiến người ta phải nể phục. Chỉ là chút tài lẻ thôi, cô chủ đã quá khen rồi. Sau buổi gặp mặt lần đó, Mai Ca và Liên Ca thầm cảm mến nhau, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Người đó không lẽ là... Hả? Dạ, ngươi nói sao? Có thật là như vậy không? Thưa ông chủ, chính mắt tôi nhìn thấy cô chủ cùng thằng Liên Ca tình tứ cởi ngựa với nhau trên thảo nguyên. Làm sao mà sai được? Không những thế, họ còn hôn nhau nữa ạ. Quá đáng, khu rách áo ồm đó. Đã nghèo lại còn bày đặt trèo cao ư? Đừng có mơ. Liên Ca, chàng có nhớ chiếc khăn này không? Có chứ, đó chính là chiếc khăn kỷ vật cho ta được kết duyên với nàng mà. Chàng hãy giữ chiếc khăn này nha. Lỡ không may em và chàng có xa nhau, thì mỗi lần nhìn thấy nó, chàng sẽ cảm nhận được em luôn ở bên. Sao đang yên đang lành nàng lại nói ra những điều như thế? Chả là bỗng nhiên em cảm giác có chuyện không lành sắp xảy ra. Chuyện em và chàng, lỡ như cha biết được thì... Nàng đừng quá lo lắng. Ta tin rằng nếu chúng ta cố gắng thuyết phục, cha nàng sẽ hiểu cho chuyện của đôi ta thôi. Mai Ca nè, con đã đến tuổi trưởng thành, cũng đã đến lúc phải tính tới chuyện lấy chồng rồi. Cha đã quyết định sẽ gả con cho điền chủ Sashi ở vùng Canvas rồi. Là thằng Liên Ca phải không? Ta sẽ không bao giờ cho phép con lấy nó, bởi vì nó không cùng tầng lớp với chúng ta. Hãy nhìn điền chủ Sashi xem, ông ta sở hữu trang trại ngựa rộng lớn nhất vùng Canvas. Đâu như thằng Liên Ca, đến con ngựa hắn còn phải trông nom chăm sóc cho người khác kia kìa. Cha không được phép nói chàng như vậy. Tuy chàng không giàu có gì, nhưng ở chàng có thứ mà những người danh gia vọng tộc không có được, đó chính là tình yêu chân thành. Còn chỉ cần như vậy là đủ rồi. Còn dám cãi lại lời ta ư, Mai Ca? Đó giờ con vốn là một cô gái ngoan hiền và cực kỳ hiểu chuyện. Chính tình yêu đã khiến con ngu muội rồi. Người đâu, mau giam tiểu thư vào phòng cho ta. Cha, xin cha hãy chấp nhận tình yêu của con và chàng đi, cha. Thưa ông chủ, tôi đã sẵn sàng đợi lệnh. Tiểu thư còn thức đó không tiểu thư? Ta đây, Lina, có chuyện gì thế? Tiểu thư, Linh Ca đang gặp nguy hiểm. Em vừa nghe ông chủ cho người đi ám sát chàng đó. Hả? Cha cho người hạ sát chàng sao? Không được, ta phải đi tìm Linh Ca. Lina, em hãy mở khóa cho ta, ta phải đi cứu chàng. Cửa được khóa rất kỹ càng, em không biết làm cách nào để có thể mở cho tiểu thư được. Nếu vậy thì ta sẽ tìm cách thoát ra bằng đường cửa sổ. Người lại? Sao người lại muốn giết ta? Mau nói ngay. Vì tiểu thư Mai Ca không chịu lấy điền phủ Sashi, nên ông chủ sai tôi giết cậu để ngăn hai người đến với nhau. Thế còn Mai Ca, giờ nàng ấy đang ở đâu? Liên Ca, Liên Ca, chàng ở đâu? Liên Ca. Mai Ca, ta xin lỗi, chính ta đã đẩy nàng vào tình thế này. Giờ đây chắc nàng đang vô cùng hoảng sợ. Mai Ca, hãy đợi ta, ta sẽ nhanh chóng đến giải cứu cho nàng. Liên Ca, chàng ơi. Hả? Là Mai Ca, đúng là giọng của Mai Ca rồi. Liên Ca, Liên Ca. Mai Ca, là ta đây. Đúng là chàng rồi. Thiếp cứ nghĩ rằng sẽ không được gặp lại chàng nữa. Trời ơi, sao nàng lại để cho cây gai cào sức hết cả thế này? Để ta lấy khăn lau vết máu cho nàng nha. Các người hãy mau lần hết khoảng rừng này. Bằng mọi giá phải tìm cho ra thằng Liên Ca và tiểu thư Mai Ca. Không được để cho chúng thoát.
bắt được Linh Ca cứ giết tại chỗ. Còn tiểu thư Mai Ca phải cẩn thận và đem con gái về cho ta. Không xong rồi, chúng ta phải mau chạy thôi. Kiên định với tình yêu của mình, Mai Ca và Linh Ca cố gắng bỏ trốn khỏi nhóm người truy đuổi. Họ quyết định leo lên ngọn núi cao, nếu không bị chú ý bởi những tiếng réo gọi và tiếng lùng sục phía sau. Nhưng không may, cha Mai Ca nhìn lên đỉnh núi và phát hiện ra bóng dáng của con gái. Ông kiên quyết cho người leo lên núi và truy sát Linh Ca đến cùng. Nếu như để cha bắt được, chắc chắn cha sẽ không để chàng được toàn mạng đâu. Nếu trước sau gì cũng phải chết. Em xin nguyện được chết theo chàng. Vừa dứt câu, Linh Ca và Mai Ca ôm lấy nhau thật chặt và gieo mình xuống vực sâu. Hả? Đây là khăn của con gái ta. Cảm thương cho số phận đôi uyên ương xấu số, một phép màu nhiệm đã xảy ra. Chiếc khăn kỷ vật tình yêu của Mai Ca và Linh Ca bay trong gió, vướng lại trên một cành cây và hiện thân là cây bông ngày nay, lưu dấu mối tình đẹp thủy chung. Hoa bông bung nở tỏa hương thơm mát cả một vùng rừng núi, như một minh chứng cho tình yêu trong trắng, chân thành của đôi trai gái bạc mệnh.